Vâng, xin chào mọi người. Rồi, xin chào mọi người ạ. Hôm qua là lỗi sự cố nên là không 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 thể lên được livestream được ạ. Nay chia sẻ mọi người. Qua làm các cách rồi mà không được. Vâng, xin chào mọi người. Chờ em vài phút ạ. Hôm qua là sự cố, lỗi sự cố về kỹ thuật mà trong vòng 1 tiếng mà không xử lý được ạ. Hôm nay phải làm lại thiết bị mới rồi. Hay phải sắm thiết bị mới. Chắc là do thời gian vừa qua không livestream để lâu quá hỏng mất rồi. Rồi, chào mọi người. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho mọi người bản chất của cái CKP này nó như thế nào. Được chưa? Bản chất của cảm biến CKP. Bản chất của CKP thôi, được chưa? Em thì em không chia sẻ về ban bệnh nên là mọi người sẽ hiểu được bản chất của cảm biến CKP, thì mọi người sẽ hiểu được các cái vấn đề như bị lỗi. Chờ em chút, em chia sẻ bài nhóm ạ. Rồi, xin chào mọi người. Bắt đầu ạ. Vâng, thì hôm nay em chia sẻ rất là ngắn thôi, trong vòng độ khoảng 1 tiếng thôi, được chưa? Về bản chất của cảm biến CKP. Thì chúng ta hôm nay chúng ta sẽ học được, thứ nhất là về nguyên lý hoạt động của cảm biến CKP, và thứ hai nữa là chúng ta sẽ làm được cái thiết bị kiểm tra CKP rất đơn giản và rẻ, được chưa? Vâng. Vâng, chào anh Phát. Vâng, thì thôi không để mất thời gian mọi người đây, chúng ta bắt đầu thôi ạ. Vâng, chúng ta bắt đầu thì em hướng dẫn mọi người cái bản chất của cảm biến CKP nó hoạt động ra làm sao, được chưa? Thì hôm nay chúng ta sẽ hiểu được bản chất của cảm biến CKP. Thì mọi lần mọi người đang đang hơi vướng mắc về cảm biến CKP này rất là nhiều rồi ạ. Thì theo mọi người cảm biến CKP nó hoạt động như thế nào, được chưa? Theo mọi người thì cảm biến CKP hoạt động như nào? Em thì em ít khi em đo kiểm lắm, nhưng mà chúng ta sẽ có cái công cụ rồi, thì làm thế nào để chúng ta làm việc nó hiệu quả hơn, thay vì chúng ta phải đo kiểm rồi chúng ta lại phải nhớ thông số nó rất là nhiều. Thì chúng ta có nhiều nhiều rất là nhiều cái phương pháp để làm, thì chúng cái phương pháp nào đơn giản thì chúng ta làm thôi, được chưa? Vâng, chào mọi người. Rồi, chúng ta bắt đầu nha. Hôm nay nhớ, mọi người nhớ nó, hôm nay có 2 nội dung chính. Nội dung thứ nhất là nguyên lý hoạt động của cảm biến CKP, bản chất cảm biến CKP là cái gì. Rồi thì chúng ta sẽ có một cái chia sẻ cho mọi người cái cách làm cảm biến CKP, cũng như cảm biến cả chúng ta kiểm tra cảm biến PS chỉ bằng một con linh kiện thôi. Đó là một con linh kiện và một cái đèn led và một con điện trở để bảo vệ cái đèn led này thôi, không có gì cả, không có gì cao siêu, được chưa? Rồi, bắt đầu này. Thì mọi người thấy là trên tất cả những dòng xe đời ACG hiện tại bây giờ đều có cảm biến CKP, và hiện tại đến thời điểm bây giờ cũng lỗi rất là nhiều về về cảm biến CKP, về hệ thống ACG, đúng chưa? Thì hôm nay em không giới thiệu sâu về ACG mà em chỉ giới thiệu sâu về cảm biến, nguyên lý hoạt động của cảm biến CKP, và chúng ta sẽ làm một cái thiết bị kiểm tra cảm biến CKP cho chúng ta, giúp cho chúng ta đỡ phải đo kiểm và loại trừ, làm sao khi chúng ta lên trên xe khi có lỗi chúng ta đều loại trừ được nhanh nhất có thể, được chưa? Rồi, thì mọi như mọi người thấy ở trên đây đó là cái hình ảnh của cảm biến CKP và cuộn dây của chúng ta. Thì
Dạ, rồi thì nó sẽ có ba, ở đây là ba cảm biến, bốn cảm biến đúng không ạ? Thì trong đó có ba cảm biến là liên quan đến để khởi động, liên quan đến động cơ đúng không ạ? Một cảm biến là liên quan đến là gì, tính vị trí của trục khuỷu, tính vị trí trục khuỷu được chưa? Rồi thì chúng ta sẽ tìm hiểu thì bản chất của cảm biến CKP này như thế nào. Trong buổi hôm nay thì mọi người sẽ hiểu được cảm biến CKP và mọi người cũng sẽ chắc chắn là mọi người sẽ không cảm giác mà sợ về nó nữa, và lỗi được chưa? Một số lỗi liên quan đến CKP. Rồi thì ở đây mọi người sẽ thấy được là đều ở trên những dòng xe của chúng ta đều có cảm biến CKP này, đều sử dụng gì cảm biến CKP sử dụng này là sử dụng 6 giây để chạy 6 giây ở trong hệ thống khởi động ACG đều có 6 giây. Thì trong đó nó sẽ sử dụng bốn con cảm biến Hall, bốn cảm biến Hall này sử dụng bây giờ ứng dụng rất là nhiều trong vấn đề là cảm biến của những cái động cơ mà không thổi than, hay là những nhiều anh em hôm qua có chia sẻ là giống nó giống hệt như trong xe đạp điện của chúng ta đấy, cái bánh sau của xe đạp điện, động cơ xe đạp điện hay người ta gọi là động cơ không thổi than, thì nó sẽ có con cảm biến Hall này để xác định được vị trí của cái cặp từ đang ở cặp từ nào để gửi về cái điều khiển, khối điều khiển, để khối điều khiển cấp ra cái nguồn điện làm sao để tương ứng để cấp ra một cái dòng điện tạo ra một cái từ trường xoay. Được chưa? Biến cái các quận máy phát của chúng ta làm hai nhiệm vụ, nhiệm vụ đầu tiên là gì, là khởi động, sau khi khởi động xong thì mới trở thành là gì, là máy phát điện. Được chưa? Thì trong trong 6 giây này chúng ta sẽ có như sau, trong 6 giây này có như sau. Thứ nhất là dùng có hai dây là dây nguồn, nguồn 12V và dây mát của cảm biến. Thì trong mọi người để ý là tất cả cảm biến nào cũng phải có nguồn cấp cho nó, nguồn nuôi cho nó, được chưa? Nguồn cấp cho nó và nguồn nuôi cho nó. Nên là chúng ta sẽ thấy được có hai dây nguồn là nguồn 12V và nguồn và mát của cảm biến, được chưa? Thì tí nữa chúng ta sẽ phân tích sâu hơn về phần này. Thì chúng ta chỉ giới thiệu qua về cái cấu tạo của nó, được chưa? Rồi thì chúng ta sẽ có ba dây còn lại là ba dây của cảm biến Hall. Ba dây cảm biến Hall, được chưa? Ba dây cảm biến Hall để làm gì? Để xác định được cái vị trí của vô lăng đang nằm trên xe đang nằm ở vị trí nào để làm sao ạ? Để chúng ta để gửi tín hiệu về cho eSIM để eSIM biết được đang ở cặp từ nào, đang ở cặp từ nào vô lăng đang ở vị trí nào, được chưa? Để cấp ra cái nguồn điện cho cuộn dây tương ứng để làm sao để tạo thành một cái từ trường xoay để cho vô lăng xoay, được chưa? Biến thành động cơ. Rồi, thì tiếp theo có một cảm biến Hall nữa là để xác định vị trí trục khuỷu. Xác định vị trí trục khuỷu này để làm gì? Để xác định, để tính toán cái thời điểm phun xăng và thời điểm bánh lửa trên xe của chúng ta. Cái cảm biến Hall này rất quan trọng liên quan đến hệ thống của động cơ, được chưa? Còn ba cảm biến kia, còn ba cảm biến còn lại thì nó chỉ bản chất là để khởi động thôi, xác định vị trí ở trên vị trí của vô lăng đang ở vị trí nào, được chưa? Để xác định thôi, để tính toán, không có gì phức tạp cả. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải biết được cái bản chất của cảm biến này như nào, gồm có 6 dây thì trong đó có hai dây là dây nguồn rồi, dây dương và dây mát, 3 dây là gì, dây liên quan đến hệ thống để xác định vị trí của vô lăng đang nằm ở vị trí nào, được chưa? Rồi tiếp theo là một cái cảm biến nữa, một dây nữa là liên quan đến là gì, cảm biến CKP, cảm biến để xác định vị trí trục khuỷu để tính toán đến thời điểm phun xăng và thời điểm bánh lửa, được chưa? Rồi thì trên xe mọi người sẽ thấy được những cái tín hiệu dạng xung như này, mọi người sẽ như này, bản chất là như vậy. Thì theo mọi người thì là eSIM cấp điện cái chất mạng. Rồi để em phân tích về cái phần này nhé, nên ở đây là học online nên rất là khó giao tiếp được với nhau. Rồi thì đây thì theo mọi người là ở trên đây là cái hình ảnh của em, thì theo mọi người là gì, eSIM cấp ra cái nguồn điện ở đây trên cái 6 dây này đúng không ạ? 6 dây ở trong eSIM chạy ra đến cảm biến, thì trong đó có hai dây là một dây là dây nguồn, một dây là dây mát, rồi chúng ta bỏ loại qua, bỏ qua. Thì trong khi đó thì mọi người sẽ thấy được là bốn cái dây còn lại, tức là dây gì, xanh chọc vàng này, trắng chọc đen này, ba cái dây màu trắng này, thì theo mọi người là eSIM cấp điện ra hay là từ cảm biến quay ngược trở về, theo mọi người là như nào ạ? Có rất nhiều anh em đang bị nhầm lẫn ở điểm này, được chưa? Rồi mọi người trả lời giúp em cái câu hỏi này được không ạ? Thì theo mọi người là gì, ta loại trừ hai cái dây này nhé, trong 6 dây thì chúng ta loại trừ được hai cái dây này đi, thì chúng ta sẽ thấy được ở đây là gì, bốn cái dây còn lại, được chưa, liên quan đến cảm biến CKP này, thì theo mọi người là do eSIM cấp nguồn điện ra hay là từ từ cảm biến Hall này cấp ngược trở lại, theo mọi người là như nào ạ? Mọi người trả lời comment giúp em ạ. Thì ở đây thì chúng ta tương tác với nhau một chút được không ạ? Rồi có một anh ý kiến là anh Tiến, là anh bảo là cảm biến gửi về, gửi điện áp về đúng không ạ? Vâng. Đấy, rất nhiều anh em đang bị nhầm lẫn ở điểm này. Vâng, cảm biến trả về rồi. Rồi, rất nhiều ý kiến. Rồi. Vừa ra vừa về, cả hai rồi.
Rồi có anh đang bảo là gì cảm biến trả về này, rất nhiều anh em trả ý kiến là trả về, được chưa? Rất nhiều anh em đang bị nhầm lẫn ở điểm này, nên hôm nay em muốn là để chúng ta hiểu biết hiểu sâu hơn về cái vấn đề của cảm biến CKP hoạt động ra làm sao thôi. Rồi, rất nhiều anh em bảo cấp nguồn trước sau đó cấp ngược lại đúng không ạ? Rồi. Em cấp à? Rồi, vẫn còn cảm biến trả về đúng không ạ? Rất nhiều anh em đang đang có vấn đề. Rồi, bây giờ không để mất thời gian của mọi người nữa thì em đến hỏi đáp để theo cách hiểu của mọi người là đang đang là hiểu từ ECM hay là cảm biến này của chúng ta hoạt động ra làm sao, được chưa? Rồi, có rất nhiều anh em trả lời rất đúng và có nhiều anh em đang bị nhầm lẫn, được chưa? Thì em xin phép trả lời luôn, chứ không mất thời gian của mọi người. Thì ở trên này thì mọi người sẽ thấy rằng là khi chúng ta rút khi bật khóa điện lên này, ở trên những dòng xe ACG sử dụng cảm biến CKP này, cảm biến Hall này, thì mọi người rút cho em cái rắc ở trên xe ra, đo tại rắc ở bốn bốn cái rắc này, bốn cái rắc màu xạ màu trắng, được chưa? Trắng và xanh. ECM này cấp nguồn điện từ từ trong ECM cấp ra nguồn điện tín hiệu. Thì mọi người đã nhìn thấy cái sóng cái hình sóng sin ở đây em bỏ ra chưa? Mọi người nhìn thấy cái hình sóng sin này chưa? Cái hình hình sóng này chưa? Không phải sóng sin đâu, quên, hình sung vuông này chưa? Tín hiệu điện áp rồi ạ, mức cao mức thấp này. Vâng, mọi người để ý này. Mọi người rút cái rắc tại xe ra nhá, đo tại rắc ở trên dây sườn ấy, bó dây sườn ấy, bó dây trên xe chứ không phải dây từ cảm biến ra. Mọi người đo cho em xem là ba bốn cái dây này có phải là từ ECM cấp ra không? Được chưa? Có phải ECM cấp ra không? Rất nhiều anh em đang nhầm lẫn ở điểm này. Được chưa? Nó giống hệt như cái cảm biến CKP của cảm biến VS của chúng ta. Mọi người đang bị nhầm lẫn ở điểm này rất là nhiều. Rồi thì em giải thích luôn. Được chưa? ECM sẽ cấp ra nguồn điện từ 5 đến 10 V. Nó sẽ xác định từ khoảng 8 9 7 8 9 V mà ba bốn cái dây này, mọi người nhìn thấy con chuột của em ạ. Ba bốn dây này đều bằng nhau, ba bốn dây này đều bằng nhau. Thì sao? Ba dây để cấp ra thì một rất nhiều anh em lại bảo là nó sẽ gửi cảm biến sẽ gửi về điện áp về đúng không ạ? Đó là một sự nhầm lẫn. Bản chất của cảm biến Hall của chúng ta sẽ này. Rồi 7 đến 10 V đúng không ạ? Đó đến là cái cách mà mọi người làm. Nếu mà chúng ta đo rút cái rắc ở tại ECM ra, ECM nối với cảm biến ở trên xe, rút rắc ra, đo tại bó dây ở trên gì? Cái dây rắc ở trên bó dây của chúng ta ấy, mà không thấy 5 V và 10 V ấy, 5 V đến 10 V ấy. Đấy cho nó sẽ giá trị bất kỳ từ 7 đến 10 V nên là chúng ta không còn quan tâm chính xác, nó sẽ nằm được ở phạm vi đó. Và bốn cái dây này mọi người sẽ thấy là một cái dây màu xanh, ba cái dây màu trắng sẽ có điện áp bằng nhau từ ECM cấp ra. Nếu ở ba cái dây này, bốn dây này mà không có ECM cấp ra ấy, nguồn điện đo mà không có bao nhiêu dưới 5 V thì là ECM chết rồi. Được chưa? ECM bị lỗi rồi. Được chưa? Rồi, thì bây giờ mọi người sẽ phải hiểu này. Mọi người đo cho em này, đo cho em ở tại rắc ở trên dây sườn nhá, đo tại rắc trên dây sườn nó sẽ có bốn cái dây mà mọi người đang nói là cảm biến ấy, liên quan đến cảm biến. Giờ dây màu xanh và ba dây màu trắng sẽ có điện áp từ 7 đến 10 V như nhiều anh nói, đúng chưa? Rồi ok, nó sẽ 7 đến 10 V. Thì theo tại các anh sao tại sao các anh lại nghĩ là từ cảm biến lại cấp ngược lại được? Được chưa? Mọi người nhìn thấy tín hiệu dạng xung ở đấy chưa? Dạng xung mà em đang vẽ ở giữa này. Rồi không cần thiết là quá chuẩn hay không chuẩn đâu anh nhá, nó sẽ có điện áp khoảng khoảng như vậy, từ 5 đến 10 V là điện áp tiêu chuẩn. Từ 7 đến 9 đến 10 nó tùy từ lúc, được chưa? Nhưng mà ba bốn cặp này của anh phải bằng nhau. Được chưa? Mọi người nhìn cho em là cái tín hiệu cái dạng xung ở dây đằng sau của em chưa? Cái dạng xung mà ở phía giữa em chia sẻ mọi người ấy, cái dạng xung. Được chưa? Dạng xung này. Thì mọi người phải hiểu là nó sẽ là dạng tín hiệu điện áp, tín hiệu, tức là có mất hoặc là gọi là mức cao, mức thấp, mức cao, mức thấp, được chưa? Thì bản chất cảm biến CKP của mọi người ấy, nó sử dụng con cảm biến Hall hay người ta gọi là hiệu ứng Hall. Mọi người có thể lên trên mạng, trên Google mọi người search ra là hiệu ứng Hall nó như thế nào, được chưa? Thì bản chất cảm biến Hall của mọi người ấy, tại sao có ba chân nó giống hệt như con transistor của mình, nhưng mà transistor của mình nó ngược lại là transistor sẽ dùng cái tín chân B của mọi người ấy, để điều khiển cái transistor đấy đóng mở. Thì ở đây con cảm biến Hall này nó sẽ sử dụng bằng từ trường, nó tác dụng bằng từ trường và tác dụng của nó, thì bản chất của nó sẽ là công tắc điện tử thôi. Mọi người, bản chất là gì? Khi từ trường tác động qua nó sẽ đóng hoặc cắt, đóng hoặc cắt, bản chất là nó nối mát hoặc bỏ mát ra, nối mát và đóng và mát như một công tắc điện tử thôi, nó tác động vào từ trường. Khi anh có quẹt nam châm từ trường đi qua nó sẽ đóng hoặc cắt, đóng hoặc cắt, thì mọi người sẽ thấy được cái tín hiệu xung này, cái tín hiệu xung, được chưa? Tín hiệu này nó sẽ có mức cao mức thấp, mức cao mức thấp, tức là
0V, 5V, 0V, 5V, 0V, 5V hoặc là 0V, 9V, 0V, 9V, 0V, 9V. Cứ ba từ trường quét qua cái nào thì nó sẽ là thay đổi trạng thái của nó thôi. Bản chất là như vậy. Bản chất của cảm biến CKP nó giống như là một công tắc điện tử. Mọi người chỉ cần quẹt cái từ trường đi qua, nó sẽ thay đổi trạng thái. Bản chất là nối cái chân chân điều khiển của mọi người với chân mát thôi. Bản chất là như vậy. Nên là tại sao ấy, ở cảm biến này, từ ESC nó sẽ cấp ra cái nguồn điện từ 5 đến 10 V. Thì ở đây nó sẽ vẫn nhắc lại với một người một câu là gì, ECM chỉ hiểu điện áp, nên là gì, nó chỉ xác định bằng điện áp, bằng tín hiệu điện áp thôi. Nên là chúng ta cái việc mà chúng ta để mà bảo là cảm biến trả về, không có là cảm biến này không thể trả về được điện áp, được chưa? Nó chỉ là một cái dạng công tắc thôi. Mọi người cứ thể lên trên mạng, mọi người search cái hiệu ứng hôn, thì đây là xem bản chất là gì. Nó cũng sử dụng ba chân, nó giống hệt như con transistor mọi người đang sử dụng, nhưng cái chân điều khiển của nó là gì, chân B. Transistor, đối với transistor nó điều khiển bằng chân B, bằng điều khiển bằng điện áp. Thì đối với cảm biến hôn nó sẽ tác động bằng gì? Bằng từ trường vào. Mọi người cứ thử quẹt cái cảm biến này vào. Và tại sao mọi người đang thử vào bóng đèn ấy? Bản chất là cho cái nguồn điện đi qua nó, và khi nó đóng cắt, quẹt từ trường đi qua nó sẽ đóng cắt tiếp điểm thôi. Được chưa? Bản chất là như vậy, không có gì phức tạp cả. Được chưa ạ? Để cái gì? Để nó xác định được cái thời điểm là thời điểm đấy đang cái cặp từ hay là vô lăng của chúng ta đang ở vị trí nào, để bắt đầu nó gửi về ECM tính toán được là đang ở cặp nào, thì bắt đầu sẽ cấp ra cái nguồn điện tương ứng cho những cái cuộn dây này của chúng ta. Được. Rồi mọi người, rất nhiều anh em chúng ta đang bị nhầm lẫn ở cái điểm này. Bản chất cảm biến CKB của chúng ta chỉ là một công tắc điện tử tác động bằng từ trường thôi, nó chỉ đóng cắt, không có cái cấp cái nguồn điện gì ở đây cả, được chưa? Không cấp nguồn điện ở đây. Nên tại sao em hướng dẫn mọi người sử dụng cái đèn led để chúng ta thử, vì đèn led đóng cắt cực kỳ nhanh nên chúng ta sẽ nhìn được, được chưa? Rất nhiều anh em chúng ta đang nhầm ở điểm này, chúng ta đang nghĩ là gì, cảm biến này từ ECM cấp ra xong này từ cảm biến cấp về, nó không bao giờ là như vậy, được chưa? Nó sẽ đi theo một chiều thôi. Bản chất của cảm biến CKB của mọi người ấy là một công tắc điện tử, được chưa? Vâng. Bản chất là như vậy thôi. Nên chúng ta sẽ hiểu nên tại sao mọi người cứ rút cái rắc ở trên bộ dây sườn của chúng ta ra ấy, chúng ta đo thì chúng ta sẽ thấy được điện áp từ 5 đến 10 V, nó sẽ là ở một giá trị nào đó, nhưng mà bốn cái dây đấy đó sẽ bằng nhau, được chưa? Đừng đo mà mọi người hãy kiểm tra được mà, đừng đo. Tất nhiên nó sẽ có như này. Nó sẽ là có điện áp và không có điện áp, có điện áp và không có điện áp, được chưa? Có điện áp và không có điện áp, nó bản chất là như vậy thôi. Nó sẽ ở cái dây cảm từ trường đang ở cặp nào, nó sẽ thay đổi trạng thái liên tục, nó sẽ có cực bắc và cực nam. Mọi người đấy là khi chúng ta quét cực bắc qua, quét cực nam ngược lại thì nó sẽ đóng cắt, nó thay đổi trạng thái, được chưa? Chúng ta không cần thiết phải chi tiết là nó đang nằm ở vị trí nào hay là như thế nào cả, chúng ta sẽ hiểu được bản chất của nó đã. Khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta sẽ tư duy được nó ra thôi. Nên là em sẽ không đi quá sâu về những cái vấn đề mà phải chính xác về chi tiết. Chúng ta chỉ cần hiểu được bản chất của cảm biến là như thế nào thôi, được chưa? Bản chất của cảm biến là như nào? Bản chất của nó chỉ là một cái công tắc điện tử tác động với từ trường tác động vào nó để làm sao để nó xác định. Vì cái cảm biến hôn này, nó hiệu ứng hôn này nó rất là nhanh, nên chúng ta thường dùng vào nó và cái để xác định vị trí. Và thứ hai nữa là để làm gì ở cảm biến VS của chúng ta ấy. Bản chất cũng là chỉ cảm biến VS của chúng ta là sử dụng một con cảm biến hôn trong này thôi, được chưa? Nên chúng ta muốn làm nó thì cứ đơn giản. Vâng, tí nữa thì em sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách chúng ta làm cảm biến, kiểm tra cảm biến CKB bằng cái đèn led thôi, cực kỳ đơn giản, không cần quá nhiều. Vâng, rất nhiều anh em đang nhầm lẫn là cảm biến CKB của chúng ta cấp cái nguồn điện ngược lại về cho ECM. Nên em nhắc lại là gì, cảm biến CKB của chúng ta bản chất là một công tắc điện tử, được chưa? Công tắc điện tử, khi chúng ta tác động từ trường vào nó thì nó sẽ thay đổi trạng thái. Bản chất là nó đóng cái tiếp điểm điều khiển của mọi người ấy, nối với mát thôi. Và khi nó tác động từ trường ngược lại thì nó lại mở ra, được chưa? Mọi người nhìn hình vẽ của em chưa, đằng sau lưng của em, nó là bản chất của bốn con cảm biến hôn của mọi người, được chưa? Nó sẽ nối mát, tức là gì, chúng ta sẽ thấy được là một cái dây màu trắng trắng sọc màu đen chẳng hạn, trắng sọc đen của mọi người, nó tác động đến cảm biến, và cảm biến tự động tác động vào cái từ trường tác động vào cảm biến đó, thì cảm biến đó sẽ đóng cái tiếp điểm nối với mát. Thì lúc đó sẽ trên mọi người sẽ đo ấy, nên nhiều anh em chúng ta đo, chúng ta sẽ thấy được là 8V, 0V, 80V, 0V chẳng hạn như vậy. Bản chất là như thế thôi. Nó sẽ nối cái điểm đấy với mát để làm sao ECM nó hiểu được là điểm đấy đang ở điểm đấy chẳng hạn, đang ở từ trường này, đang ở cặp từ này, để bắt đầu ECM tính toán để cấp ra cái nguồn điện cho ba pha này, cuộn ba pha chúng ta để khởi động. Được chưa? Để khởi động.
Rồi, bản chất của cảm biến CKP nó như vậy thôi. Mọi người đang bấy nó ngay, mọi người đang bị nhầm lẫn là gì từ cảm biến cấp ngược lại, không phải đâu. Mà nếu khi mọi người hiểu được cái cảm biến CKP này như thế nào rồi thì mọi người sẽ tự động kiểm tra được tại sao cảm biến này nó bị liên tục chết. Tác động như nào để nó chết, được chưa? Quan trọng mọi người bảo vệ là bảo vệ ECM thôi, còn cảm biến chết thì là lý do là thường là do linh kiện kém thôi, chất lượng của cảm biến thôi, được chưa? Thì mọi người phải hiểu được cái vấn đề này chưa? Mọi người hiểu được vấn đề này chưa? Cảm biến CKP bản chất là gì chưa? Là một công tắc điện tử tác động vào từ trường, nó thay đổi trạng thái, bản chất là nối mát cho các cái chân của mọi người, chân ba bốn cái chân màu xanh, một cái chân màu xanh và ba cái chân màu trắng của mọi người nối với mát, từng cặp từng cặp từng cặp một, nó ở vị trí nào thì nối cái điểm đấy với mát, hoặc mở ra nối vào, mở ra nối vào, mở ra. Thì nên là tại sao mọi người nhìn thấy cái sóng xung rồi chưa, nó sẽ lệch pha nhau, được chưa? Lệch pha nhau, không bao giờ nó trùng nhau, trùng nhau là có vấn đề. Nên mọi người sẽ nhìn thấy cái tín hiệu của sóng xung này, sóng này đấy, nó cái pha lệch pha nhau, lệch pha nhau bao nhiêu độ đấy, để chọn lệch pha nhau bao nhiêu độ thì mọi người sẽ nhìn được. Vâng, đúng rồi, được chưa? Mọi người sẽ thấy được có bộ bốn cái pha này, bốn pha của mọi người là P, V, kép, V và U. P, V, kép, V và U thì mọi người cứ thấy là cái sóng này nó sẽ thay đổi lệch pha nhau, không bao giờ trùng nhau, trùng nhau là có vấn đề, được chưa? Hoặc cái nào bị mất tín hiệu là cảm biến nào là ECM nó phát hiện ra ngay là nó báo lỗi, được chưa? Rồi, thì mọi người đã hiểu được cái phần này chưa? Cảm bản chất của cảm biến CKP chưa? Nó cực kỳ đơn giản, không quá phức tạp như mọi người nghĩ đang nghĩ. Cực kỳ đơn giản, nó bản chất của nó là gì? Một công tắc điện tử, khi chúng ta tác động từ trường vào nó là gì? Nó nối cái điểm đó với mát, thì lúc đó thì cái chân nào mà đang nối với mát thì nó sẽ về 0V, được chưa? Và khi chúng ta lắc từ trường qua rồi thì chúng ta sẽ thấy được nó mở ra, nó trở về trạng thái là 8V, 9V gì đó của mọi người. Đấy chứ, bản chất là như vậy. Vâng, được chưa mọi người? Comment giúp em cái, hiểu chưa? Được được vấn đề chưa? Nhiều anh em đang thắc mắc là nhiều anh em ngày xưa chúng ta đang hiểu nhầm là gì, từ cảm biến phản hồi lại về hay là gì đó. Bản chất cảm biến của chúng ta chỉ là một công tắc điện tử. Được chưa? Mọi người comment giúp em một cái nữa. Được được rồi thì chúng ta sẽ chuyển qua. Chúng ta sẽ nhẹ đầu hơn rất nhiều so với chúng ta phải đi kiểm tra đo kiểm rất nhiều. Được chưa? Rồi, ok, mọi người comment giúp em. Mọi người nên nhớ là ECM chỉ hiểu điện áp. ECM chỉ hiểu điện áp, được chưa? ECM chỉ hiểu điện áp, không vấn đề gì cả, nó chỉ là tín hiệu. Nên tại sao mọi người đọc trên sơ đồ mọi người sẽ nhìn thấy được là gì? Mọi người sẽ nhìn thấy được cái đường nét đứt, nét đứt, nét đứt, được chưa? Vâng. Rất nhiều anh em chúng ta đang bị nhầm lẫn là gì? Là ECM rồi tất cả mọi thứ nó liên quan đến nhau. Bản chất của cả, chúng ta chỉ hiểu bản chất thôi. Em chia sẻ đều bản chất chứ chả đo kiểm gì cả, đúng không? Từ những đôm bây giờ chả hôm nào hướng dẫn đo gì cả. Vâng. Đây thì nên mọi người sẽ nhìn thấy này. Mọi người nhìn thấy chúng ta sẽ nhìn được ở trên cái phần sơ đồ, chúng ta sẽ thấy được cái điện tín hiệu led đứt, led đứt, led đứt, được chưa? Led đứt bản chất là gì? Chúng ta đã hiểu là tín hiệu điện. Và nó luôn có mất, có mất, có mất, có mất. Đấy chứ, giống bây giờ em sẽ phân tích trên sơ đồ cho mọi người sẽ thấy được là nó rất là hay. Tại sao em nói là dùng sơ đồ nó cực kỳ hay và hiệu quả. Đấy chứ, rồi mọi người nhìn này. Vâng, mọi người nhìn này. Ở đây trên cái sơ đồ của em nó sẽ có những cái nét đứt này. Tức là gì? Tín hiệu này nó là gì? Không liên tục, không liên tục. Và nó trạng thái là mức cao, mức thấp, mức cao, mức thấp, mức cao, mức thấp. Được chưa? Vâng, nhưng ở xe số nó lại gì cho vôn phải không? À, cái xe số thì của anh ấy nó là cảm biến bình thường, à nó là cái xung tín hiệu ngày xưa của mọi người, bây giờ thì nó người ta không sử dụng cái tín hiệu đấy nữa rồi, cái đấy không chính xác nên người ta đấy là tín hiệu tương tự. Đấy mọi người nhìn thấy là trên cái xe của chúng ta, trên cái sơ đồ nguyên lý của chúng ta này, mọi người sẽ thấy được những cái led đứt này. Thì bản chất là gì? Led đứt này nó là sao ạ? Led đứt này là nó tín hiệu có mất, có mất, có mất. Được chưa? Nét đứt này có mất, có mất, có mất. Còn cái nét nào mà nét liền này, nét liền thì nó là gì? Nó điện áp liên tục, được chưa? Giống như là gì? Dây dương này, dương liên tục. Đây là mọi người nhớ này, tất cả là ECM cấp nguồn điện từ trong ECM đi ra. Đây là điện áp tín hiệu, được chưa? Nên mọi người có thể dí ra mát chẳng sao cả. Dí ra mát chẳng sao, được chưa? Nó sẽ có mất, có mất, có mất. Nó sẽ hiểu thôi, nó sẽ hiểu được vấn đề của chúng ta là cái từ trường của chúng ta đang nằm ở vị trí nào. ECM sẽ cấp ra cái nguồn điện để tương ứng, để đến với cặp từ. Đấy là cái việc do ECM tính toán, mình không cần phân tích quá sâu vào đấy, được chưa?
Thì mọi người hôm nay thì em chia sẻ cho mọi người hiểu được bản chất của cảm biến CKP là gì thôi. Thì sau này mọi người sẽ tự động, mọi người sẽ phân tích được cái những nguyên nhân nào gây ra cảm biến chết và những nguyên nhân nào gây ra hiện tượng để cho ECM chết, thì mọi người sẽ phải tự phân tích, được chưa? Tự logic một chút, mọi người sẽ hiểu được là gì. Đây nó cấp ra thì bây giờ những có những nguồn điện nào để cho cảm biến chết và có những nguồn điện nào có thể gây ra để làm cho ECM chết, thì mọi người phải tự phân tích được ra, được chưa? Logic một chút đi, đau đầu một chút thôi mọi người ạ. Rồi mọi người hiểu cái tại sao em nói là nên sử dụng sơ đồ chưa? Sơ đồ cực kỳ hay, chúng ta sẽ nhìn được cái led đứt này. Nhưng mà ECM, bản chất ECM nó cấp ra cái nguồn điện, nguồn điện thôi, được chưa? Rồi, thì mọi người đã hiểu được bản chất của cái phần này chưa? Của cảm biến CKP chưa? Bấy lâu nay mọi người đang nhầm lẫn là không hiểu là ông nào là ông cấp điện và ông nào ông cấp, và mọi người luôn luôn là gì, đo kiểm xong xoay một vòng là gì, nó biến mất rồi xoay một vòng nó lại chuyện lại có điện, xoay một vòng lại mất, đúng không ạ? Liên tục là như vậy. Thì hôm nay mọi người đã được bản chất của quả cảm biến CKP là gì? Bản chất của nó chỉ là một công tắc điện tử thôi. Và tại sao nó phải có 10 nguồn 12V ở đây? Là bản chất là mỗi một cảm biến này đều sử dụng một nguồn 12V và một nguồn mát, được chưa? Vâng, dí mát không chết được. Thì bản chất của nó cũng là núi mát mà anh. Rồi. Được chưa? Mọi người hiểu chưa? Bản chất của cảm biến này, tại sao nó lại phải có nguồn 12V ở đây này? Thì nên là bản chất là cảm biến nó phải có nguồn nuôi cho nó, nguồn nuôi cảm biến. Cảm biến này là loại ba chân. Nếu anh em đã được học là chúng ta biết được cảm biến hai chân là gì, cảm biến sử dụng hai chân là gì, cảm biến một chân là gì và cảm biến sử dụng ba chân là gì, thì chúng ta sẽ hiểu được vấn đề này. Ở đây cảm biến này, cảm biến ba chân, nó sẽ có phải có nguồn nuôi cho nó, tức là phải có nguồn dương cấp cho nó, nguồn mát, và chân là chân tín hiệu, được chưa? Ở trạng thái này nó chỉ là bản chất của cảm biến hôn này, nó là một cái công tắc điện tử thôi. Khi nó tác động từ trường thì nó sẽ thay đổi trạng thái, được chưa? Thay đổi trạng thái. Thì mong rằng mọi trong buổi ngày hôm nay mọi người chia sẻ để cho nhiều anh em chúng ta thử, được chưa? Vâng, không vấn đề gì đâu mọi người ạ. Bản chất của này rất là đơn giản. Khi chúng ta nhìn sơ đồ, chúng ta hiểu điện áp, thì chúng ta muốn làm gì nó cũng được. Chúng ta cấp âm, cấp dương vào mà chả cần quan tâm để sợ nó chết, vì chúng ta phải hiểu được bản chất của ECM như thế nào, được chưa? ECM hoạt động ra làm sao. Rồi thì bấy lâu nay thì mọi người đã nhìn thấy những cái nhiều chia sẻ về nó, nhiều lúc nó chưa chuẩn về vấn đề là cảm biến này như thế nào, nên nhiều anh em rất là hoang mang. Thì hôm nay em chia sẻ cho mọi người bản chất của cảm biến CKP là gì, được chưa? Thì mọi người sẽ thấy được tại sao nó chết liên tục, thì mọi người sẽ gây ra những cái hiện tượng và nguồn điện nào gây ra nó cao lên thì nó mới chết được cái cảm biến của chúng ta, được chưa? Nhưng mà thường chết liên tục là thường là nguyên nhân là do cái vấn đề là do linh kiện của chất lượng của cảm biến thôi, nó không phải hàng hàng tốt, hàng chuẩn, nên là nhiều lúc nó xảy ra hiện tượng nó chết, được chưa? Vâng, anh Quang Quyền. Rồi mọi người đã hiểu được bản chất của cảm biến CKP chưa? Mọi người không phải sợ gì cả, chúng ta chỉ quan tâm lại. Chúng ta phải giống như một cái ECM. ECM nó hiểu điện áp nên chúng ta làm việc bằng điện áp, đừng làm việc bằng điện trở hay là những cái việc khác, đừng làm như vậy. Chúng ta quan tâm bằng điện áp, được chưa? Quan tâm bằng điện áp. Khi chúng ta nhìn trên sơ đồ mà chúng ta thấy được những nét đứt như vậy là lúc là hiểu được là gì, nó đang ở trạng thái là có mất và có mất, được chưa? Rồi, thì nên là chúng ta sẽ thấy được là từ hôm nay trở đi thì mọi người chắc là mọi người thấy được là gì? Cảm biến CKP không phải phức tạp như mọi người nghĩ, đúng không ạ? Nó rất đơn giản thôi. Bản chất là gì? Mọi người tí nữa bây giờ em sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách làm cái thiết bị để kiểm tra cảm biến CKP và kiểm tra cảm biến VF cực kỳ đơn giản, được chưa? Cực kỳ đơn giản. Mọi người chỉ cần nếu mà cảm biến VF thì mọi người chỉ cần là như này, chuẩn bị cho em một cái bóng đèn LED, một con điện trở, 1 kΩ, được chưa? Thì chúng ta đã kiểm tra được cảm biến VF ngay được rồi, không cần thiết phải gì quá phức tạp. Giống như cảm biến CKP này cũng vậy, mọi người chỉ cần một con bóng đèn LED kiểm tra một cảm biến, được chưa? Kiểm tra một cảm biến, một bóng đèn LED kiểm tra một cảm biến. Nên tại sao phải sử dụng đến 4 đèn LED là để mục đích là kiểm tra 4 cảm biến một lúc, để chúng ta quẹt qua quẹt lại, từ trường quẹt qua quẹt lại, chúng ta sẽ xác định được là nếu khi chúng ta quẹt qua cái điểm cảm biến nào ấy, mà không có trạng thái thay đổi liên tục ấy, thay đổi ấy, thì cảm biến nó bị chết rồi. Thì hôm nay tí một lúc em sẽ gửi cho mọi người xem cái video em qua hướng dẫn ở trên cái phần mà em đã làm cái bộ cảm kiểm tra được chưa? Vâng. Vâng, mọi người nhớ là khi chúng ta kiểm thay cảm biến CKP ấy, nên 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 thay những cảm biến tốt của hãng ấy, nên nên thay như vậy, đừng đừng nên làm những việc khác ở ngoài, nó gây ra hiện tượng chết cảm biến CKP thì liên tục thì nó còn nhẹ,
Còn chúng ta mà cảm để làm chết e sen nó là phức tạp hơn, rất nhiều tiền và mang tiếng, được chưa? Rồi bắt đầu chúng ta, em sẽ gửi cho mọi người cái phần chúng ta sẽ làm như sau. Ở đây mọi người sẽ thấy được là gì, tín hiệu này CKB này gửi về cho e gì, cho e sen để xác định được cái vô lăng này đang ở nằm ở cặp từ nào. Thì như mọi người đã thấy được là gì, tại sao ấy ở cái đếm mọi người hay đếm những cái phần cuộn dây điện này nó sẽ có khoảng là khoảng 10 18 hay bao nhiêu đấy, có như là chung là chúng ta hiểu là gì, bao nhiêu cuộn dây này đều chia hết cho ba đều là được, được chưa? Đều chia hết cho ba để chúng ta tính được là vì tại sao, ấy nó là ba pha nên chúng ta phải chia đều cho ba. Thì ở đây mọi người sẽ thấy được là gì, ở đây nó sẽ có bốn pha, bốn pha sẽ lệch nhau không bao giờ trùng nhau. Mọi người sẽ nhìn thấy các cái đỉnh này, được chưa? Các cái đỉnh này nó sẽ lệch nhau không bao giờ trùng nhau, nếu trùng nhau nó sẽ xảy ra hiện tượng lỗi rồi nó mới trùng nhau, còn rất ít khi chúng ta thấy được là nó bị trùng nhau, mà gần như không bao giờ trùng nhau vì tại vì sao, nó lệch pha mà, được chưa? Lệch pha nhau đấy. Thì cái này nó không chứng minh được gì cả, mọi người cứ chỉ việc làm thôi. Được, cái này nếu mà anh em nào làm ấy thì cần đến cái máy hiển thị sóng, hoặc là nếu mà hiển thị sóng chúng ta phải dùng sử dụng loại 4 kênh, ít nhất 4 kênh chúng ta kiểm tra được cảm biến CKB này, được chưa? Hoặc trên thị trường đang bán có những cái máy lên đến 8 kênh cũng rất là rẻ, khoảng mấy triệu thôi, thì chúng ta có thể kiểm tra được, hoặc kiểm tra được rất nhiều các vấn đề khác, cảm biến TP rồi tất cả các loại cảm biến để, hoặc là dòng nạp dòng sạc thì chúng ta đều kiểm tra được bằng máy hiển thị sóng, được chưa? Rồi thì mọi người sẽ thấy được cái cảm biến VS này cũng bản chất nó cũng là một trong những cái cảm biến hôn thôi, không có gì cả. Thì mọi người thấy là có là ba chân, cảm biến này sử dụng ba chân thì bản chất nó sẽ thấy là gì như sau. Cái chân này là chân nguồn 12V cấp cho cảm biến VS, và một chân còn lại là chân mát, được chưa? Chân ở giữa này là chân tín hiệu, tín hiệu này là rất nhiều anh em nhầm lẫn là gì, chúng ta thường là nghĩ là gì, cảm biến này trả về đồng hồ và trả về ESM để tính toán được idling stop hoặc là gì. Rồi mọi người xem được chưa? Mọi người xem được chưa? Buổi tối có thể hơi mạng hơi lag vì vừa rồi em chuyển cái mạng của em ra ngoài rồi, trong thời gian vừa rồi không livestream nên là chuyển mạng ra ngoài có thể gây ra hiện tượng bị lag. Rồi mọi người comment giúp em là mạng ổn chưa để chúng ta tiếp tục. Mọi người hãy chia sẻ để cho nhiều anh em chúng ta biết đến cái cảm biến này. Chúng ta không cần phải hoang mang hay không phải vấn đề gì quá phức tạp về cảm biến CKB được chưa? Rồi, chào mọi người. LED như Sony à? Rồi, cảm ơn mọi người. Thì mọi người để ý là cảm biến VS của chúng ta bản chất cũng là một con cảm biến hôn, nó sẽ sử dụng 3 dây. Tại sao mọi người đều thấy chúng là gì, cảm biến VS này đều sử dụng 3 dây. Một dây là dây nguồn cấp 12V, một dây là dây mát và một dây là dây tín hiệu từ đồng hồ cấp ra, từ điện áp tín hiệu từ đồng hồ cấp ra và ESM cấp ra. Nhiều anh em đang nhầm lẫn là cứ nghĩ là cảm biến VS này của chúng ta là cấp ra cái nguồn điện gửi về ESM, nhưng bản chất là gì, từ ESM cấp ra cái nguồn điện điện áp khoảng 9V gì đó, những cái điện áp, được chưa? Điện áp gửi về, điện áp tín hiệu mọi người sẽ thấy được dạng xung, được chưa? Có mất. Khi tín hiệu này càng mau thì tức là ESM này, đồng hồ này sẽ tính toán được là gì? Động cơ đang chạy rất là nhanh, được chưa? Bánh đang tốc độ đang chạy rất là tốt, rất là nhanh, nên là sẽ tính được. Nên là nhiều anh em nhầm lẫn này. Thực ra online ấy, chia sẻ cho mọi người, nhiều lúc không hỏi đáp được mọi người nên là cứ chạy băng thôi, được chưa? Rồi thì mọi người sẽ thấy được là gì? Bản chất của cảm biến VS này nó cũng như là cảm biến hôn của chúng ta thôi. Nó sẽ từ ESM cấp nguồn điện ra và từ đồng hồ của chúng ta ấy, đồng hồ điện tử của chúng ta ấy, sẽ cấp cái nguồn điện 12V hoặc 9V gì đó cấp xuống thì cảm biến VS này. Thì mỗi lần cái đỉnh của bánh răng của chúng ta quét qua ấy, được chưa? Quét qua thì nó sẽ đóng hoặc ngắt. Nó sẽ đếm từng đỉnh của bánh răng của chúng ta để nó tính toán đến tốc độ của bánh của xe, chỉnh lên đồng hồ và tính toán được cái tốc độ của xe đang chạy, được chưa? Để tính toán được cái vấn đề như là hệ thống idling stop ấy của chúng ta ấy, VS về 0 hoặc là gì, được chưa? Hoặc vượt quá 10 km/h để kích hoạt idling stop. Rồi ok. Mạng được chưa? Em thấy nhiều anh em bảo nói là mạng kém. Rồi. Cảm biến VS nó cũng đơn giản đúng không ạ? Cảm biến VS rất đơn giản, mọi người đang hơi bị nhầm lẫn nên là mọi người cảm giác hoang mang và sợ về nó thôi. Nhưng bản chất nó rất đơn giản. Mọi người hiểu cho em là cảm biến VS bản chất chỉ là cảm biến VS này, cảm biến CKB bản chất chỉ là một con cảm biến hôn, nó sẽ tác động từ trường là đóng cắt tức là đóng tiếp điểm từ cái chân của mình ra mát tức là có mất, được chưa? Bản chất là như vậy thôi.
Mọi người hãy chia sẻ cái livestream này được ạ, chia sẻ cho nhiều người anh em thợ chúng ta đều biết đến. Em thì em muốn chia sẻ cho mọi người để phổ cập hết cái vấn đề là vấn đề là gì, là cái điện FI này chúng ta lên phổ thông, nên chúng ta cập nhật hết về FI đi để chúng ta chuyển sang những công nghệ mới, vì rất là lâu rồi mà tại sao vẫn nhiều anh em chúng ta đang vẫn chưa cập nhật về FI, được chưa? Rồi, lag quá à, mọi người có lag quá không ạ? Rồi em tắt cái cảm biến này của em đi, à cái phần của em đi, em sẽ sử dụng đỡ chia sẻ cái mạng này đi ạ. Chờ một chút cho nó đỡ lag đấy nha mọi người nha, chờ một chút, lag quá. Ổn hơn chưa mọi người, ổn hơn chưa? Để em mọi người comment lại giúp em nhá, để em kiểm tra lại cái mạng của em ạ. Vẫn bạn bắt đầu được chưa mọi người? Ơi mạng kém quá. Lần này chuyển cái modem wifi ra ngoài nên là mạng hơi kém, được chưa? Rồi. Vâng, được rồi mọi người ạ. Chúng ta bắt đầu tiếp này. Thì cảm biến VS này, cảm biến VS này bản chất cũng giống hệt như là của một trong bốn con cảm biến Hall của chúng ta, cảm biến CKB của chúng ta rồi. Chúng ta sẽ có cái nguồn điện là gì? Từ đây đến đây chưa ạ? Đấy, vẫn có một anh đang nhầm là tưởng dây hồng là dây từ tín hiệu cảm biến đúng không ạ? Thì bản chất là dây này, dây màu hồng này là do đồng hồ và do ESM cấp ra cái nguồn điện để cái nguồn điện này nguồn điện tín hiệu được chưa, để cho chúng ta biết được dạng sóng xung có mất để khi ESM tính toán. Vâng anh Phát, mai lại cho vào anh Phát ơi, buồn quá mạng kém quá. Vâng, mạng hơi yếu, buồn quá buồn quá. Mạng lag quá mọi người ạ. Buồn quá.
Vâng, buổi livestream phải có lưu lại mọi người nhá, buổi livestream có lưu lại. Chờ một chút ạ, để em thử lại cái vấn đề này, vấn đề gì không ạ? Đỡ đỡ lát nó mất cảm hứng nha, mất cảm hứng của mọi người. Vâng. Rồi mọi người để ý này. Vâng. Và những phần nào em live stream trên trang cá nhân sẽ lưu lại mọi người nhé. Mọi người có thể mai mọi người xem lại vẫn bình thường, không vấn đề gì cả. Và mọi người hãy chia sẻ cho nhiều anh em chúng ta cùng biết đến cái cảm biến CKP này. Rất nhiều anh em chúng ta đang cảm thấy đang rất là sợ về cảm biến CKP. Cảm biến CKP cực kỳ đơn giản, nó giống hệt như con cảm biến VS của chúng ta thôi. Bản chất của nó chỉ là một công tắc điện tử, khi tác động từ trường vào nó sẽ hoạt động được thôi. Được chưa? Rồi, hôm nay mạng hơi lag, mọi người buồn quá. Hôm nay hơi lag, mạng hơi lag. Được chưa mọi người? Được chưa? Nếu được rồi mọi người comment lại giúp em một cái là được rồi để chúng ta bắt đầu rồi. Vâng. Buồn quá, hôm nay mạng buồn quá. Mọi người comment giúp em nếu được rồi thì chúng ta tiếp tục à. Em ở chỗ em này em không xem được mạng nữa rồi. Nó lag quá rồi. Vâng, cảm ơn anh Quyền. Anh Quyền là một trong cao thủ rồi. Vâng, rồi mọi người để ý này, bắt đầu chúng ta lại bắt đầu này, mạng có vẻ là tốt hơn rồi đấy. Chắc là vừa có người đi đóng tiền rồi. Mọi hôm lâu lâu rồi không được không live stream, không sử dụng đến, chắc là cắt mất mạng, hôm nay bắt đầu mới tiếp tục. Rồi ok mọi người, thì mọi người để ý cho em giúp em là bản chất của cảm biến được chưa? Mà hôm nay chia sẻ cho mọi người bản chất của cảm biến thôi, còn cái việc ban bệnh em không chia sẻ ở đây, được chưa? Ban bệnh chúng ta không chia sẻ ở đây mà chúng ta chỉ chia sẻ về bản chất của cảm biến thôi. Em thấy ít khi em chia sẻ về ban bệnh, vì ban bệnh nào thì khi chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ làm được tất, được chưa? Làm được tốt, làm được tốt, được chưa? Nếu ban bệnh mới khó lạ thì mất thời nhiều thời gian thôi, còn nếu mà nhanh thì anh em nào làm nhiều thì nó sẽ nhanh hơn. Vâng, ok mọi người. Rồi chúng ta cứ tiếp tục thôi, không có vấn đề gì cả. Nếu mà mọi người thấy mắc lag quá thì mọi người có thể ngày mai chúng ta có thể xem lại vào một lúc nữa, khi kết thúc livestream chúng ta có thể xem lại từ đầu. Rồi, tiếp tục này mọi người, đấy là khi chúng ta làm làm thiết bị kiểm tra cảm biến CKP như sau này. Vâng, cảm biến CKP như sau. Bản chất ở đây em sẽ vẽ cho mọi người cái hình dung này. Khi chúng ta cần đến cái nguồn cái 12V. Vâng, chào anh Khương. Mọi người nhìn thấy là có nguồn điện 12V này qua một con điện trở. Tại sao phải sử dụng điện trở đây? Bản chất là gì? Để hạ dòng hạ áp xuống, để làm gì? Bảo vệ cái đèn led của chúng ta thôi. Vì mọi người thấy là đèn led chúng ta sử dụng khoảng 2 đến 3V thôi, đúng không ạ? Nên là chúng ta phải bảo vệ bằng cách là cho một điện trở 1K. Nếu giảm trở xuống thì đèn led càng sáng, nhưng mà nó sẽ tuổi thọ của bóng sẽ bị giảm đi. Chúng ta chỉ cần có một trở 1K là được rồi. Được chưa? Và qua một cái bóng, đây là cái bóng bốn bóng đèn led này, nối với bốn cái cảm biến của chúng ta trên xe. Thì khi chúng ta quẹt qua quẹt lại, quẹt qua quẹt lại thì làm sao cảm biến này sẽ thay đổi. Có nghĩa là bản chất là gì? Đóng mát cho cái bóng đèn nào thì bóng đèn này sáng. Được chưa? Bóng vào đóng mát cho bóng đèn nào, tức là cảm biến hôn của chúng ta ấy, đóng nối với mát, cái chân nào nối với mát, khi có từ trường tiếp xúc với nó thì làm sao nó nối cái chân đó với mát, thì chân đó với mát thì đèn này sẽ sáng lên. Bản chất là như vậy thôi, không có gì phức tạp cả. Được chưa? Và tại sao chúng ta lại phải có một con gì diode ở đây? Diode đây bản chất là gì? Để chống nắp chúng ta cặp ngược cực, nhập cực ắc quy thôi, không có gì cả, được chưa? Rồi bây giờ em sẽ quay cái video để cho mọi người nhìn thấy cái chia sẻ, cái cách chia sẻ cái việc mà em đã làm tại đây, tại trung tâm có cái cảm biến CKP này ứng dụng như nào ở trên xe và trên trên xe và trên cảm biến ở ngoài, không cần thiết phải trên xe chúng ta vẫn có thể kiểm tra được, được chưa? Bây giờ em sẽ phát cái video này lên. Có thể mạng hơi kém nha mọi người nhé, thì chấp nhận thôi, không làm gì được. Bây giờ em chia sẻ cho mọi người cái video video này để hướng dẫn mọi người cái việc cái tác dụng của cảm biến này, bản chất của cảm biến này là như thế nào, được chưa? Thì mọi người đã thấy được thì cái nguồn điện 12V này đi qua điện trở và gì? Nếu chúng ta sử dụng điện trở ở sau cái bóng đèn led này thì chúng ta phải sử dụng đến bốn bóng đèn, bốn cái điện trở này. Nên là bây giờ em sẽ sử dụng một con điện trở ở phía trước thôi.
một điện trở phía trước thôi là chúng ta sử dụng được chung rồi, không cần thiết quá nhiều. Nếu mà chúng ta đếm ở đây chúng ta sẽ thấy được nó khoảng bao nhiêu tiền ạ? Bốn con đèn led này bao nhiêu tiền, một con điện trở và một con diode này chúng ta sẽ tính được nó bao nhiêu tiền rồi. Có đến 10.000 không ạ? Đến 10.000 không ạ? Được chưa? Rất khoảng 10.000 thôi chúng ta cả kiểm tra được cả một cái công nghệ ở trên xe rồi, được chưa? Cảm biến VS của chúng ta, à cảm biến CKP rồi cảm biến VS của chúng ta cũng chỉ là một nhánh trong bốn cái cảm biến này thôi. Thì bốn cảm biến này thì cảm biến VS của chúng ta chỉ là một trong bốn cảm biến này thôi, không có gì cả. Được chưa? Rồi thì bây giờ em sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho mọi người cái video mà em đã test ở trên cái xe của em và test trên mô hình. Được chưa? Cái tác dụng của cảm biến này mọi người có thể chụp ảnh lại cái phần này, cái hình ảnh này để chúng ta làm cái bộ kiểm tra cảm biến CKP rất đơn giản thôi. Và bấy lâu nay nhiều anh em chúng ta cũng phải đi mua hoặc là chúng ta làm lấy cho vui cũng được. Được chưa? Làm lấy cho vui. Thứ nhất là chúng ta kiểm tra cách chúng ta làm. Thứ hai nữa chúng ta thực hành thôi, thực hành và kiểm tra làm bộ dụng cụ của chúng ta. Nếu anh em nào chúng ta không có thời gian làm thì chúng ta có thể mua cũng được, không sao cả. Mua về để kiểm tra nó nhanh. Tại sao nó nhanh thì bây giờ chúng ta sẽ qua xem qua cái video này của em. Được chưa? Vâng, chưa đến 10.000 anh Quyền ạ. Thì ở đây sẽ có với cái video này em sẽ hướng dẫn cho mọi người, chia sẻ cho mọi người. Đầu tiên là sẽ có cái video là cái chuẩn bị, công tác chuẩn bị cho chúng ta. Thì ở đây mọi người nhìn được chưa ạ? Nhìn được không ạ? Cái video này sẽ hướng dẫn cho mọi người, chia sẻ cho mọi người cái cách mà chúng ta chuẩn bị những cái dụng cụ gì. Dạ. Vâng, dụng cụ gì chúng ta sử dụng đến 4 đèn led, một điện trở trị giá 1k, một diode, được chưa? Một diode. Một cái bo mạch để hàn, nếu anh em nào không cần thì không cần thiết. Và chúng ta sẽ cho vào một cái hộp để làm sao để chúng ta bị chấu tránh va quẹt rồi chúng bảo vệ. Và thứ hai nữa là để thành một cái công cụ nó phải đẹp một chút. Được chưa? Rồi, thì mọi người sẽ thấy được ở đây là chúng ta sẽ sử dụng ở cái rắc này. Khi chúng ta có những cái rắc này thì chúng ta không cần phải cắm những cái chân nữa. Nếu anh em nào không muốn mua cái rắc này thì chúng ta sẽ sử dụng cái rắc bằng cắm chân. Được chưa? Thì ở đây thì mọi người cứ liên hệ với công ty anh Nam Trang hoặc là những cái công ty khác, nhà phân phối ở trên thị trường của chúng ta đều có cái rắc này. Được chưa? Để chúng ta cắm kết nối vào thì chúng ta sẽ làm được cái bộ kiểm tra cảm biến này thôi, rất đơn giản. Thì đây là cái phần chuẩn bị. Thì tiếp tục sẽ ứng dụng đến như thế nào? Thì đây, đầu tiên chúng ta sẽ ứng dụng trên cái mô hình. Mọi người thấy này, đây ứng dụng trên cái mô hình nó sẽ như sau. Thì em sẽ hướng dẫn đến mọi người này, mọi người quan sát. Khi đây là khi em hàn xong rồi này, được chưa? Hàn xong rồi, đây em hàn xong cái bộ cảm giả lập rồi, bộ cảm kiểm tra cảm biến đây rồi, được chưa? Được chưa? Đấy, đây là sử dụng bốn cái bóng đèn led. Bản chất như vừa rồi em chia sẻ cho mọi người, sử dụng bốn cái đèn led và một con điện trở. Bản chất là gì? Bảo vệ đèn led thôi, không có gì cả. Và một chân cái diode của chúng ta, mà diode của chúng ta là gì? Diode để bảo vệ chúng ta cắm ngược cực, được chưa? Chúng ta cấp ngược cực vào là để làm chết cái đèn led hoặc chết cảm biến của chúng ta, chẳng may vô tình thôi. Nên là chúng ta sẽ thêm vào đó, được chưa? Cái bo mạch, sử dụng bo mạch và chúng ta test trực tiếp ở trên cái phần mô hình đây. Mọi người nghe được âm thanh không ạ? Vâng, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh. Chia sẻ cho mọi người thôi, mọi người đều làm được. Giống như mọi người đi học mà không hiểu và chúng ta lại về, chúng ta lại bắt buộc chúng ta phải hỏi thì giải đáp rất thời gian với mọi người. Dạ. Hiện tại trên thị trường chúng ta chỉ cần sử dụng 3 rắc này để có thể kiểm tra được hết tất cả các xe trên thị trường chúng ta rồi. Được chưa? Đó, đây là cái rắc cái dòng xe Honda. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra trên cái mô hình này như nào. Mọi người nghe được âm thanh không ạ? Vâng. Mọi người xem qua video em không nói, nó lẫn tiếng của mọi người.
chọn là cái cảm biến đó của chúng ta đã bị học ở mắt rồi, học cảm biến rồi. Rồi không vấn đề gì đâu, cái này em sẽ video thôi. Được chưa? Xong rồi cái này em sẽ up lên YouTube cho mọi người. Không có tiếng video ạ. Không có tiếng video ạ mọi người. À, mọi người bình thường bình luận cho em giúp em là có tiếng ở trên video không ạ? Cái video là có tiếng không ạ? Mọi người bình luận giúp em xem là có trên video là có tiếng không ạ? Trên video có tiếng không ạ? Vâng, anh Phụng Thảo hỏi là gì? Mát của đèn led qua diode, đúng rồi. Cái mát của đèn led này là do cảm biến hôn dập mát cho nó nha. À, không nghe được tiếng ạ. Được rồi, cái này thì em sẽ hướng dẫn mọi người. Rồi, ok mọi người, em hiểu rồi. Được rồi, không có tiếng thì thôi, cái này thì em sẽ gửi sau. Rồi ạ. Thì đây mọi người sẽ bắt đầu em lại giới thiệu lại này. Rồi em lại giới thiệu lại cái phần này nhá, được chưa? Vâng, thì đây là chúng ta sử dụng bốn cái bóng đèn led này, bốn bóng đèn led. Được, bốn bóng led. Vâng, rồi mọi người đẩy này. Thì mọi người đẩy giúp em này. Bản chất của bốn cái bóng đèn led này, khi chúng ta cấp cái nguồn điện cho nó này, nguồn điện dương và bóng đèn led, mọi người để ý là bóng đèn led này có dương và âm, đúng chiều nó mới sáng và không đúng chiều sẽ không sáng, nên chúng ta sẽ phải cấp cái nguồn điện này 12V đi qua một con trở, được chưa, một con trở 1K và nối với chân dương của từng bóng đèn, được chưa, bốn bóng đèn nối chung với nhau một chân dương thôi, không có gì cả, và bốn chân mát còn lại của nó sẽ cắm chia đều vào bốn cái cảm biến của chúng ta, bốn cảm biến hôn của chúng ta, bốn cái dây, tức là bốn cái dây của chúng ta, ba cái dây màu trắng sọc đấy và một cái dây màu xanh, được chưa? Còn hai dây còn lại nữa là dây hai dây nguồn, một dây dương, một dây mát. Bản chất cảm biến hôn này là gì? Như em vừa chia sẻ rồi, cả bản chất của cảm biến hôn là gì? Khi có từ trường tác động vào nó thì nó sẽ là gì? Đóng một mở, tức là nối cái tiếp điểm của cảm biến này từ chân tín hiệu về với mát, được chưa? Nối với mát đấy, được chưa? Rồi, ok mọi người, thì cái này thì rồi hơi bé thì thôi ạ, thì em sẽ tiếp tục một cái nữa trên xe để chúng ta thao tác trên xe nó cực kỳ đơn giản, thay vì chúng ta phải tháo cảm biến ra, chúng ta đo kiểm để chúng ta thay thế, chúng ta loại trừ, thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng ở trên này. Thì mọi người nhìn qua giúp em, cái này thì em sẽ chia sẻ trên YouTube được ạ, chia sẻ lên YouTube hoặc là ngày mai em sẽ up lên Facebook của em cho mọi người xem lại cái phần này. Vâng, đây em đang sử dụng được ạ, trên chiếc xe SH của em sử dụng, thì ở đây có cái chiếc rắc sẵn rồi, thì chúng ta chỉ việc cắm kết nối với xe thôi. Rồi, chúng ta cấp nguồn vào cái phần bình ắc quy, vì ở đây là cái xe mô hình nên là tháo ắc quy ra rồi. Để mọi người đấy này. Đây là cái phần cái xe, tại vì sao ở đây là chúng ta cái... Được chưa? Rồi thì bây giờ rút cái rắc ở trên xe ra, rút rắc ở trên xe ra và chúng ta cắm kết nối với bộ kiểm tra của chúng ta, được chưa? Kết nối với bộ kiểm tra của chúng ta. Và chúng ta tháo cái chân, tháo cái phần đây mọi người nhìn này cho em, là khi chúng ta cắm vào chúng ta sẽ thấy được hai cái bóng đèn sáng rồi và hai bóng đèn không sáng, và sau đó chúng ta tháo cái phần cả cái bộ bưởng côn của chúng ta ấy, chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần côn trước của chúng ta, và chúng ta sẽ lấy cái tê hoặc lấy cái phần đầu khẩu của chúng ta để chúng ta xoay cái phần côn của chúng ta, làm để bản chất là xoay cái biên, xoay cái vô lăng để tác động đến cái cảm biến của chúng ta. Chúng ta cùng quan sát này, khi chúng ta xoay cái vô lăng này, xoay cái, giả dụ như chúng ta xoay vô lăng, mọi người sẽ nhìn thấy được cái nó sẽ chuyển trạng thái bốn bóng, được chưa? Hai đầu tiên là hai bóng sáng này, tiếp theo xoay vô lăng, mọi người nhìn chưa, xoay đều, được chưa? Bốn bóng đều sáng đều. Như vậy là chúng ta đã biết được cảm biến CKB trên xe của chúng ta rất là đã tốt rồi, chúng ta không cần phải tháo ra chúng ta kiểm tra nữa, và chúng ta loại trừ được là gì, phần cảm biến ở trên xe có vấn đề, và chúng ta sẽ kiểm tra từ dây rắc đến ECM,
xem có nguồn điện chưa, hoặc là chạm chập hay đứt dây ở đâu không. Đó, đây là chính ta cách chúng ta kiểm tra. Đấy chưa? Rồi, thì đây chính là cái cách mà chia sẻ mọi người chúng ta làm việc ở trên xe luôn. Chúng ta không cần phải tháo ra để chúng ta làm, hoặc nếu có tháo ra rồi thì chúng ta sử dụng bằng kiểm tra bằng cách như lúc đầu, kết nối với bộ cảm kiểm tra, sau đó chúng ta sử dụng nam châm, chúng ta quẹt qua quẹt lại, quẹt qua quẹt lại, làm sao để thấy được là gì, bốn cái bóng này đều sáng. Nếu cái bóng nào mà không sáng ấy, chắc chắn là cái dây bị đứt rồi, hoặc là con cảm biến bị chết rồi, được chưa? Thì đấy là cách chúng ta kiểm tra thôi, nó cực kỳ đơn giản với mọi người, được chưa? Rồi, cảm ơn anh Đạt nhỏ. Rồi thì sau buổi hôm nay em mong mọi người làm sao chúng ta hiểu được hết về cảm biến CKP, cực kỳ đơn giản, không có gì cả phức tạp. Rất nhiều anh em chúng ta đang hoang mang là cảm biến như nọ cảm biến kia. Thế hôm nay em không chia sẻ về ban bệnh nọ ban bệnh kia, mà chúng ta hiểu được bản chất cảm biến CKP thì chúng ta tự động chúng ta sẽ phải tư duy làm tại những nguyên nhân nào gây chết, được chưa? Vâng. Rồi thì đây là cái phần em chia sẻ. Có thể âm thanh không tốt nhưng mà nó sẽ là gì? Âm thanh không tốt nhưng mà mọi người sẽ nó sẽ em sẽ giới thiệu cho mọi người, và em ngày mai em sẽ gửi video này lên trên Facebook và trên YouTube để mọi người cùng xem lại, được chưa? Mạng hôm nay hơi kém thì vâng đúng rồi. Mọi người chỉ cần mua cho em một con điện trở này. Bây giờ em quay lại cái mô hình, cái sơ đồ này, được chưa? Quay lại cái sơ đồ để mọi người cùng nhìn trên cái sơ đồ này mọi người làm. Không vấn đề gì cả, mọi người tự làm thôi. Anh em nào mà không làm được thì liên hệ với em, được chưa? Còn đâu anh em tự làm. Rồi mọi người sẽ thấy được cái vấn đề là chúng ta chỉ cần như sau: một con điện trở 1K, bốn cái bóng đèn LED, được chưa? Một con diode. Diode này bản chất là có cũng được và không có cũng được. Tốt nhất là nên có để khi chúng ta chẳng may chúng ta cắm nhầm cực, hoặc là thợ của chúng ta, anh em thợ ấy, chúng ta cắm nhầm cực nó gây ra hiện tượng là chết hoặc là gì đó thì cái đấy thì chúng ta sẽ gây ra hiện tượng, nên chúng ta nên tốt nhất là nên có một con diode, được chưa? Cái bộ này thực ra đơn giản mà, anh em nào đặt thì em sẽ làm cho thôi, không có vấn đề gì cả. Rất nhiều anh em học viên của em đang đặt thì bây giờ em đang đi mua cái rắc rồi thôi. Đúng rồi, mọi người ai cần mua rắc thì mua liên hệ anh Đạt nhỏ. Anh Đạt nhỏ cho số lên đây nhá. Vâng, cảm ơn anh Quyền, Quang Quyền. Vâng ạ. Chia sẻ mọi người cái bản chất thôi, không cái gì cầu kỳ hay cái vấn đề gì mà về cao siêu, về công nghệ, về nhiều thứ nhiều lúc anh em không hiểu được. Đúng rồi, giống anh nói là giống hệt như mắt ở xe điện của chúng ta ấy. Mắt xe điện của chúng ta nó cũng sử dụng con cảm biến hôn này để xác định. Thì mọi người cứ để ý này, tất cả đây đều là bản chất là để motor không thổi than, động cơ không thổi than, được chưa? Nên là nó sẽ bắt buộc nó phải có cảm biến hôn này để nó xác định được cái cặp từ này đang ở cặp từ nào để nó phát ra, để nó cấp cái nguồn điện ra được thôi, được chưa? Mọi người nên hiểu là như vậy. Chúng ta không cần thiết phải quá chính xác là gì. Vâng, anh em nào mà có nhu cầu đặt thì em làm thôi. Cái này thì cực rẻ thôi, không vấn đề gì cả, được chưa? Đắt mỗi phần bộ rắc thôi. Và bây giờ làm sao để bảo anh Đặt nhỏ anh làm rẻ đi thì bán rẻ đi thì nó sẽ rẻ xuống thôi. Thì đấy, nên là em chia sẻ, nếu mà anh em nào tự làm được ấy thì chúng ta chỉ cần chưa đến 10.000 là chúng ta làm được bộ này rồi, được chưa? Nên đây anh đặt nhỏ cho số lên để nhiều anh em mua đặt rắc nhá. Rồi, ok mọi người. Thì đây là một cái đơn giản nhất để mọi người đều hiểu được bản chất của CKP. Dạ, bản chất của cảm biến CKP. Được chưa? Nhiều anh em chúng ta đầu tiên chúng ta vào chúng ta thay thắc mắc là e xem cấp ra hay là gì, hay là từ cảm biến cấp về, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ làm như vậy. Được chưa? Chúng ta sẽ hiểu như vậy. Và cái phần này thì thực ra bán hay không thì thực ra làm hỗ trợ mọi người thôi. Vâng. Anh Đạt nhỏ nhớ nhá, anh Đạt nhỏ anh đang bảo là mai tặng hết, anh em nào cần thì đăng ký nhá. Anh Đạt nhỏ anh tặng hết cáp đấy, hết các rắc. Được chưa? Rồi. Vâng. Cái này đơn giản thôi, cái này cực kỳ đơn giản mọi người ạ. Cái này cực kỳ đơn giản, quan trọng là cái phần rắc mà chúng ta mua để chúng ta cắm vào trên xe, như lúc nãy em ở trên cái phần
phần phần chúng ta thực hành trên xe ấy, nó đơn giản như vậy thôi. Nên chúng ta chỉ việc cắm vào xe từng bộ nào chúng ta cắm bộ đấy, chúng ta không quan tâm là chân nọ chân kia, mất thời gian của mọi người. Nên là chúng ta mua những cái rắc chuẩn chúng ta cắm vào là chuẩn thôi, được chưa? Đấy. Anh Đạt nhỏ hôm nay nổi tiếng quá nhỉ. Anh em liên hệ với anh Đạt nhỏ để mua rắc nhá. Có 3 loại rắc đấy thì anh em cứ liên hệ anh Đạt nhỏ. Vâng. Vâng, chào anh Nhất Định. Lâu lắm thì anh Nhất Định ở đây rồi. Vâng. Thì mọi người hiểu là bản chất của cảm biến CKP cực kỳ đơn giản, không phức tạp như mọi người đang mong hoang mang là tại sao nó lên chết ngay là gì đó. Chúng ta bản chất của cảm biến CKP của chúng ta này, mọi người anh em nào cần quan tâm sâu về nó thì chúng ta lên data sheet chúng ta tra cảm biến hôn là như thế nào, rồi thì chúng ta lên trên mạng chúng ta search cảm biến hôn ra làm sao thì là chúng ta kiểm tra được ngay, được chưa? Kiểm tra được ngay, chúng ta sẽ hiểu được cái bản chất của cảm biến hôn là như thế nào, được chưa? Nên là hôm nay em chia sẻ cho mọi người thôi, bản chất của cảm biến hôn không có đo kiểm cái gì ở đây cả, được chưa? Cực kỳ đơn giản, bản chất của nó là tác động, nó nhận được cái từ trường để nó đóng cắt cái tiếp điểm thôi. Tiếp điểm này là gì? Nối với mát là xong, được chưa? Lên tại sao là từ e xem cấp ra, được chưa? Được chưa? Rồi. Ok mọi người nhớ cho giúp em là cái phần này là nó chỉ như vậy thôi, không có gì phức tạp cả. Đến như này rồi thì có anh em là chưa hiểu về cảm biến CKP không ạ? Rồi còn việc là chúng ta phải việc thực hành, chúng ta phải kiểm đo kiểm ở trên xe thôi. Còn việc như bản chất thì là chúng ta đã thấy được rồi. Cảm biến CKP bản chất chỉ là một cái tiếp điểm thôi, một cái công tắc điện tử khi tác động từ trường vào nó đóng cắt. Vâng, anh xem lại bình thường nhá. Thôi anh Đạt nhỏ hôm nay mất ngủ rồi. Anh Đạt nhỏ hôm nay mất ngủ rồi. Vâng, rồi. Được chưa? Mọi người để ý này, chúng ta sẽ chỉ sử dụng cần đến ba cái rắc thôi. Ba cái rắc trên xe là chúng ta có thể kết nối được với gần như là hết các xe rồi. Được chưa? Ba cái rắc. Rắc của Honda có hai loại rắc, một loại rắc đời mới, một rắc đời cũ, một rắc to, một rắc nhỏ đấy. Và một rắc nữa là một cái rắc của chúng ta sẽ thấy được, đó là rắc của Yamaha. Yamaha thì chúng ta sẽ có một rắc, tức là chúng ta sử dụng tổng 3 rắc là chúng ta làm việc được rồi. Được chưa? Ba cái rắc đấy thôi. Nhưng thường 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 là cái rắc đời mới là sử dụng nhiều nhất của Honda ấy. Cái rắc dùng cho Vision, rằng dòng xe Vision là nhiều nhất, và SH những cái đời mới bây giờ thì dùng là rắc nhỏ. Còn rắc AB, rắc Nit là rắc nhỏ, rắc to ngày xưa. Ôi rồi anh nào mặt đỏ tưng bừng nha. Anh nào bắn mặt đỏ tưng bừng kia. Rồi không sao, ai thấy vui thì ở lại xem, còn ai thấy nó không đúng thì có thể đi chỗ khác, xem chỗ khác cũng được, không vấn đề gì cả. Rồi mai xem lại bình thường mọi người nhé, mai xem lại bình thường. Mọi người cứ hiểu bản chất của cảm biến là thôi. Hôm nay em chia sẻ cho mọi người bản chất của cảm biến CKP là gì, và thứ hai nữa chia sẻ cho mọi người cách làm cái bộ kiểm tra cảm biến CKP thôi, không có gì cả. Rồi cảm ơn mọi người, được chưa? Anh Thuận đã hôm nay đã hiểu chưa? Trước là nhầm lẫn, bây giờ đã hiểu chưa anh Thuận này? Anh Tôn Thuận. Có rất nhiều anh em chúng ta đã làm rất nhiều rồi nhưng chúng ta vẫn chưa hiểu được, nhiều lúc còn nhầm lẫn về cái bản chất của CKP như thế nào, rồi thì bản chất của e xem cấp điện ra hay làm sao. Nó giống hệt như trên đồng hồ, chúng ta cũng sẽ cấp ra cái nguồn điện 12V hoặc là 9V đi đến cảm biến VS, được chưa? Đều là như vậy. Được anh, bản chất như nhau thôi, chúng ta hiểu bản chất thì cái nào nó cũng vậy, xe điện hay xe máy cũng đều giống nhau, được chưa? Được anh, dùng đồng hồ kiểm tra điện được, nhưng quan trọng là cái dây rắc thôi, mình làm lấy bộ kia cũng được mà. Vâng, kéo máy thuận. Rồi ok mọi người, cái rắc bên anh Nam Trang làm rất tốt, mà chúng ta chỉ cắm vào thôi, rất là đơn giản và nhanh nhạy, xe nào đến rồi chúng ta làm việc xe đấy. Rồi cảm ơn mọi người. Có mọi người có thắc mắc gì phần này không ạ? Mọi người chỉ chia sẻ về bản chất của cảm biến CKP thôi, còn những cái vấn đề khác mà ban bệnh thì em không chia sẻ về ban bệnh ở đây, được chưa? Mỗi một ban bệnh ban nào thì chúng ta làm ban đấy khi chúng ta hiểu bản chất. Giống như đi học thì chúng ta không thể học tủ được.
Vâng, anh em nào đặt thì em vẫn phải đặt rắc của anh, bên anh Đạt thôi, về để em làm thôi. Anh em nào đặt thì cứ inbox cho em, sợ là hơi lâu thôi, được chưa? Còn anh em tự làm thì nó nhanh hơn. Vâng. Chúng ta cứ hiểu về bản chất thì chúng ta sẽ làm được. Với công cụ, với công nghệ thì chúng ta sẽ phải phải có công cụ, và thứ hai là chúng ta hiểu bản chất cốt lõi của vấn đề. Chứ chúng ta lên đừng nên làm những cái việc nó hơi hoang mang cho anh em thợ. Nhiều lúc là vâng rồi, mọi người có vấn đề gì không ạ, thì chúng ta cũng chắc là nghỉ đây thôi nhỉ, 2 tiếng đồng hồ là mọi người cũng mỏi đấy, thì trong vòng 1 tiếng thôi thì mọi người đỡ căng thẳng về đầu óc, được chưa? Rồi thì đây là bản chất của cảm biến CKP, và đây là hình ảnh mà mọi người có thể chụp lại để làm bộ cảm biến này. Điện áp đỉnh đơn giản mà. Vâng. Vâng, ok anh. Không nào cũng được. Vâng, anh Phát ngủ sớm đi anh Phát ơi. Ngủ sớm đấy. Chết em đấy anh Đạt ơi, anh Đạt chuyển cho em là toi đấy. Rồi mà chia là chết đấy. Đấu vào nửa anh nhá, đấu vào dương dương của bóng đèn, chân dương của bóng đèn. Mọi người để ý là chân dương của bóng đèn nhá, chân dương của bóng đèn đấy, mọi người sẽ để ý là khi chúng ta có chân dương ở bóng đèn này, sẽ có chân dương và chân âm, nếu chúng ta lắp sai thì nó sẽ không sáng. Chân dương của bóng đèn nếu mà bóng mới thì sẽ thấy được cái chân dương của bóng đèn nó sẽ dài hơn. Ở đây em lại không có cái đèn led đấy bây giờ. Tủ cơ. Thì chân dương của bóng đèn sẽ là một cái chân dài hơn, hoặc là chúng ta sẽ nhìn ở trên cái cực của cái bóng đèn led, nó sẽ có cực to và cực nhỏ. Cực nhỏ sẽ là cực dương và cực to sẽ là cực âm. Được chưa? Chúng ta phân biệt như vậy thôi, cực kỳ đơn giản, không cần quá nhiều. Cứ nhìn trên so cái bóng đèn led lên thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là cực nào là cực dương. Cực dương là gì? Cực dương là sẽ thấy cực dương là cái bóng đèn này của chúng ta này, cực dương là cái chân cái tiếp địa cái cực nhỏ hơn gọi là thì là cực dương ở trên bóng đèn. Còn nếu mà mọi người mua bóng đèn mới ấy, thì mọi người sẽ thấy được là cực cái chân dương của bóng đèn này nó sẽ dài hơn chân âm, được chưa? Anh Quang quyền cao thủ rồi, học gì nữa anh đi cần sao mà còn cái gì để chia sẻ được cho anh nữa, anh còn biết hơn sâu hơn rồi, anh thực tế làm rồi, lý thuyết anh có hết rồi, còn cái gì để chia sẻ được với anh nữa chưa? Vâng, chia sẻ những cái gì em biết thôi, làm sao là đơn giản nhất thôi, chứ không phải cái gì mà kỹ thuật quá chuyên môn hóa. Nhiều lúc anh em thợ là xuất phát điểm nó không giống nhau, nên là nhiều lúc không thể hiểu được, nên cứ đơn giản nông dân nhất thì mọi người cùng hiểu, được chưa? Rồi. Rồi mọi người em sẽ dừng ở đây nhá. Được chưa? Mọi người có vấn đề gì không thì chúng ta sẽ dừng ở đây. Đấy như hình ảnh em vừa gửi rồi. Anh phát đây từ từ mấy hôm nữa sẽ có đủ hết đồ chơi cho mọi người. Về là chỉ việc chiến đấu thôi, được chưa? Rồi, mọi người không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ dừng ở đây. Thì cũng lâu lắm rồi em không 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 live stream. Được ạ, lâu lắm rồi, không live stream thì hôm nay không live stream thì cũng rất nhiều anh em ủng hộ. Rồi. Thì mọi người để ý này giúp em này. Có một số anh em chúng ta trước đặt tranh ấy, bây giờ mà chưa được học, chưa được vào lớp nhóm học đọc hiểu sơ đồ ấy, thì sau những cái nhóm sắp tới ấy, thì mọi người để ý giúp em cái lịch lịch học. Được chưa? Lịch học thì chúng ta sẽ vào cái lịch học đấy chúng ta tham gia vào thôi, không vấn đề gì cả, được chưa? Vâng. Vâng, cảm ơn mọi người. Thì mọi người cứ nhớ giúp em là hôm trước những anh nào là sơ đồ ấy, đặt tranh sơ đồ thì chưa được, chưa có bận công việc mà chưa được có thời gian tham gia ấy,
thì cứ để ý khi em thông báo lịch là chúng ta học ấy, thì cái nhóm mới ấy, thì mọi người hãy đăng ký lại cho em. Dạ. VS thì đây mọi người, VS thì bản chất như cái này thôi, không có gì cả. VS đây. VS thì cũng vậy thôi, một chân là gì 12V, mà chân cảm biến VS của chúng ta có 3 chân đúng không ạ? Một chân 12V, một chân mát và một chân tín hiệu này. Thì chúng ta chỉ cần qua một con trở 1K và chân dương của bóng đèn LED hoặc chân âm đều được. Rồi nối với chân của cái tín hiệu này thì chúng ta quay bánh thì sẽ thấy được bóng đèn này sáng sáng tắt thôi, được chưa? Giống hệt nhau thôi, không có gì cả. Đúng rồi, anh dí ra mát không sao cả, được chưa? Không vấn đề gì đâu. Thì bản chất nó cũng dí ra mát thôi mà anh, được chưa? Bốn chân cảm biến nó dí ra mát không vấn đề gì cả. Đại lý thuế lên có biết. Sắp phải đóng thuế rồi, chết rồi. Sắp phải đóng thuế rồi. Sắp phải nộp thuế rồi chị ơi. Quý 3 nơi rồi, nộp thuế quý 3 rồi. Rồi cũng hết livestream rồi mọi người ơi, hết livestream rồi. Ồ. Vâng, em vừa ở Cát Bà về, gặp chị ở Cát Bà. Tí 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 tí. À em nhận in tranh lại rồi nhá, anh em nào có nhu cầu in tranh thì lại tiếp tục thôi nhá. Nhắn tin cho em địa chỉ và bức tranh thì em sẽ hỗ trợ in tranh. Được chưa? Cũng học từ thầy Dương Tấn Dũng mà ra mà anh. Tất cả đều ở thường là từ thầy Dũng mà ra thôi, có gì đâu. Được chưa? Thầy Dũng là người chia sẻ đầu tiên ở Việt Nam về lĩnh vực xe này rồi. Vẫn là người thầy mà. Được chưa? Anh Đạt hôm nay mất ngủ nhá. Vâng, chào mọi người. Thì thôi chúng ta live stream buổi ở đây, dừng ở đây thôi. Được chưa? Dừng ở đây thì anh em cũng mệt rồi, làm cuối tuần cũng mệt mỏi rồi. Thì hôm nào chúng ta lại tiếp tục live stream sau. Có buổi là em chia sẻ cái vấn đề nào thì em lại tiếp tục chia sẻ, được chưa? Vâng. Thôi, xin chào mọi người, chào nhau một câu rồi chúng ta nghỉ thôi. Mọi người nhớ những anh em nào mà chúng ta đặt tranh vừa rồi mà chưa được học ấy thì chúng ta tiếp tục. À. À, em nhớ anh rồi, em nhớ anh rồi. Anh Thuế. Vâng, chào nhau một câu chúng ta nghỉ thôi ạ. Được chưa? Mọi người cũng mệt rồi, cuối tuần rồi. Hôm nào có lịch livestream gì thì em lại chia sẻ lên nhóm trên trên này tiếp. Hôm qua thì lỗi do phần vâng, chào mọi người. Hôm qua lỗi về kỹ thuật, nay phải sắm thiết bị mới rồi mọi người ạ. Để lâu quá chắc nó mốc mất rồi. Phải livestream thường xuyên nhỉ. Nhưng mà hết mất bài để chia sẻ rồi. Hết mất bài chia sẻ rồi. Còn bán bệnh thì nó nhiều vô kể lắm, không chia sẻ bán bệnh được, chia sẻ về bản chất thôi. Được chưa? Rồi mọi người cố gắng chia sẻ cái livestream này đi cho nhiều anh em chúng ta để biết đến cái phần này để chúng ta không bỡ ngỡ nữa, giúp đỡ anh em thợ của chúng ta vì nghề nghiệp chúng ta bây giờ cũng phải thay đổi rất nhiều rồi. Nhiều anh em là chúng ta không thay đổi là chúng ta cảm giác nó bị lỗi thời ngay. Và khi đó khi xe đến là sẽ bị vật lắm, được chưa? Sẽ bị vật. Bị vật rất là nhiều ấy, được chưa? Nên chúng ta chủ động trước công việc của chúng ta thì xe nào đến thì chúng ta sẽ có hướng giải quyết. Được chưa? Rồi, chào mọi người, em sẽ kết thúc livestream đây thôi. Rồi chào anh Phan nhá. Sắp có hàng rồi anh Phan ạ.
Vâng, mọi người có thể xem lại live stream được nhá, xem lại được. Video này em để lại, không 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 xóa, được chưa? Và em sẽ up lên trên YouTube. Up trên YouTube, anh em nào chúng ta cần xem thì chúng ta lên YouTube chúng ta xem. Được chưa? Rồi mọi người cứ đăng ký kênh của em đi, biết đâu em kiếm được tiền. Biết đâu em kiếm được tiền đấy, được chưa? Cứ đăng ký kênh YouTube của em xem, biết đâu em lại kiếm được tiền, lại có tổ chức mua được nhiều thiết bị, nhiều công cụ hơn để lên trên trên này chia sẻ live trực tiếp. Rồi, xin chào mọi người. Rồi mọi người, anh em nào mua rắc thì cứ liên hệ anh Đạt nhỏ nhá, được chưa? Còn anh em nào mà không không làm ấy, bận không có thời gian làm thì liên hệ với em, được chưa? Em vẫn đặt đặt anh Đạt nhỏ về thôi, không có gì cả. Em vẫn đặt bên anh Đạt nhỏ thôi. Về em làm thôi. Anh Đạt nhỏ bên anh Nam Đạt, được chưa? Vâng, xin chào mọi người. Thôi em kết thúc ở đây thôi. Rồi, anh em nào đặt tranh thì tiếp tục đặt tranh nhá. Em bắt đầu in tranh tiếp và hỗ trợ anh em đọc sơ đồ, chủ yếu muốn chia sẻ cho mọi người cái phương pháp để đọc hiểu sơ đồ và sự ứng dụng mà thôi, được chưa? Vâng, ok anh. Mọi người nên có phương pháp làm việc thì nó hiệu quả hơn, thay vì chúng ta phải nhớ và chúng ta phải làm. Có những anh em chúng ta thôi. Xin chào mọi người, chào mãi rồi mà không thấy dừng được, cứ ngồi líu kéo ở đây. Thôi xin chào mọi người, em tắt live stream ở đây nhá, được chưa? Vâng, anh em nào đặt tranh tiếp thì cứ liên hệ với em sẽ đặt tranh tiếp. Mục đích là chia sẻ với mọi người làm sao để chúng ta biết cách đọc sơ đồ, phương pháp làm việc chúng ta hiệu quả hơn nhiều so với chúng ta phải nhớ. Vì xe hiện tại ra rất nhiều, được, xe hiện tại FI rất nhiều mà xe ra liên tục của chúng ta mà không cập nhật thì chúng ta không thể nào làm được. Đợi bao giờ mà gặp đến những cái xe 2020 trở đi để chúng ta động đến xe để chúng ta làm, nên chúng ta phải làm bằng sơ đồ. Thì sơ đồ là ra nhanh hơn là chúng ta được động một xe, được chưa? Sơ đồ ra là chúng ta sẽ làm được bất kể một chiếc xe nào, đều làm được. Rồi mọi người có thể xem lại livestream mấy nhá. Thôi em xem phép dừng ở đây. Rồi xin chào mọi người, hẹn mọi người ở những buổi livestream tiếp theo, được chưa? Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra để xem livestream này. Vâng. Chúc mọi người buổi tối ngủ ngon. Em xem dừng ở đây.